Chào mừng các em đã đến với chương trình Toán học lớp 4. Để học tập tốt, các em hãy chuẩn bị cho cô một cuốn sách giáo khoa Toán 4, một cuốn vở bài tập Toán 4 tập 1 và đằng sau bìa số 4 có đính kèm phần mềm sách điện tử iCBook. iCBook là phần mềm của công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Nếu bạn nào chưa có, hãy truy cập ngay website icbook.vn để được hướng dẫn và hỗ trợ thêm. Còn bây giờ, mời các bạn cùng bắt đầu vào bài học. Mời các em cùng tìm hiểu bài học tìm số trung bình cộng. Qua bài học này thì các em bước đầu sẽ có những hiểu biết về số trung bình cộng của nhiều số. Bên cạnh đó, các em sẽ biết tìm số trung bình cộng của nhiều số. Đầu tiên, hãy cùng cô tìm hiểu bài toán thứ nhất. Rót vào can thứ nhất 6 lít dầu. Rót vào can thứ hai 4 lít dầu. Hỏi nếu số lít dầu đó được rót đều vào hai can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu? Để giải được bài toán này, chúng ta cần đọc kỹ được đề bài để xác định rằng can thứ nhất có 6 lít dầu và can thứ hai có 4 lít dầu. Dựa vào thông tin đã cho, chúng ta sẽ có tóm tắt như sau. Đây là sơ đồ đoạn thẳng thể hiện can thứ nhất có 6 lít và can thứ hai có 4 lít. Và đề bài hỏi chúng ta rằng nếu số lít dầu đó được rót đều vào hai can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu? Tức là mình sẽ san bằng ra để số lít dầu của hai can bằng nhau. Vậy thì đây là biểu diễn của câu hỏi. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể tìm được số lít dầu khi mà đã được rót đều vào hai can? Cô sẽ hướng dẫn các em. Chúng ta sẽ thực hiện giải bài toán như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm tổng số lít dầu của hai can. Và tổng số lít dầu của hai can là, chúng ta sẽ lấy số lít dầu của can thứ nhất là 6 cộng với số lít dầu của can thứ hai là 4, được kết quả là 10 đơn vị là lít. Vậy mình đã biết được tổng hai can có 10 lít dầu thì nếu rót đều vào thì mỗi can sẽ được bao nhiêu lít dầu? À, có hai can thì chúng ta sẽ lấy tổng số lít dầu chia cho 2 để có thể tìm được số lít dầu có trong mỗi can. Như vậy thì số lít dầu rót đều vào mỗi can là 10 chia 2 bằng 5 lít. Đáp số 5 lít dầu. Và chúng ta có được nhận xét như sau. Lấy tổng số lít dầu chia cho 2, được số lít dầu rót đều vào mỗi can. Tức là khi chúng ta thực hiện phép tính 6 cộng 4 tất cả chia cho 2 bằng 5 thì chúng ta tìm được mỗi can có bao nhiêu lít dầu. Và ta gọi số 5 là số trung bình cộng của hai số 6 và 4. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói được can thứ nhất có 6 lít, can thứ hai có 4 lít và trung bình mỗi can có 5 lít. Hãy tiếp tục cùng cô tìm hiểu bài toán 2. Số học sinh của 3 lớp lần lượt là 25 học sinh, 27 học sinh, 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? Các bạn chú ý nhé. Đây là một dạng toán để chúng ta biết được là trung bình của mỗi lớp có bao nhiêu học sinh. Thì các bạn xác định cho cô được những thông tin đề bài cho chúng ta biết. Đó là 3 lớp có số học sinh lần lượt là 25, 27 và 32. Như vậy ta sẽ thể hiện được như ở tóm tắt của cô. Và trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? Tức là nếu san đều số học sinh của các lớp ra thì mỗi lớp sẽ có bao nhiêu học sinh? Điều này sẽ được thể hiện ở tóm tắt phía dưới của cô. Với cách làm tương tự như bài toán 1 thì đầu tiên các bạn sẽ tìm tổng số học sinh của 3 lớp. Và muốn tìm tổng số học sinh của 3 lớp, chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng.
Lấy 25 cộng 27 cộng 32, chúng ta có tất cả 84 học sinh. Vậy trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? Có tất cả 3 lớp. Vì vậy chúng ta sẽ lấy số tổng học sinh là 34 chia cho 3 và tìm ra được kết quả là 28 đơn vị là học sinh. Như vậy thì ta có nhận xét như sau: số 28 là trung bình cộng của 3 số 25, 27 và 32. Ta viết 25 cộng 27 cộng 32 tất cả chia cho 3 thì bằng 28. Đây là cách ghi khi tìm trung bình cộng của các số. Vậy thì từ hai bài toán chúng ta vừa tìm hiểu, ta rút ra được nhận xét sau: muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạn. Các bạn cần ghi nhớ điều này để có thể thực hiện tốt khi gặp những dạng toán liên quan đến tìm số trung bình cộng. Để khắc sâu hơn kiến thức bài học ngày hôm nay, mời các bạn cùng thực hiện các bài tập. Bài 1 yêu cầu chúng ta tìm số trung bình cộng của các số sau: câu A 42 và 52, câu B 36 và 42, 57, câu C 34, 43, 52 và 39. Nhận thấy được rằng câu A chúng ta chỉ có 2 số, câu B chúng ta có 3 số và câu C chúng ta có tận 4 số. Nhưng dựa vào quy tắc chúng ta vừa được học thì dễ dàng chúng ta sẽ tìm được số trung bình cộng của các số. Thực hiện như sau. Ở câu A chúng ta sẽ tìm số trung bình cộng của 42 và 52 là lấy 42 cộng 52 tất cả chia cho 2, kết quả bằng 47. Như vậy 47 là trung bình cộng của 42 và 52. Làm như những gì cô vừa hướng dẫn, các bạn cũng sẽ tìm được số trung bình cộng của 36, 42 và 57 là 45. Tương tự như vậy, chúng ta cũng thực hiện được câu C. Vậy qua bài tập 1, các em đã biết cách tìm số trung bình cộng của các số. Hãy cùng cô thực hiện bài 2. Bài 2, bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36kg, 38kg, 40kg và 34kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu kg? Đây là dạng bài toán rất là quen thuộc với các em. Khi chúng ta nhận ra được từ khóa của câu hỏi đó là trung bình mỗi em hay là trung bình một thứ gì đó thì chúng ta biết được đây là dạng toán tìm số trung bình cộng. Vậy thì bài toán này sẽ được thực hiện như sau. Cả bốn em cân nặng số kg là lấy số cân nặng của bốn em cộng lại với nhau, chúng ta tìm ra được kết quả là 148kg. Và trung bình mỗi em cân nặng số kg là chúng ta sẽ lấy tổng số đó chia cho 4, kết quả được 37kg, đáp số 37kg. Còn bây giờ hãy cùng cô thực hiện bài 3. Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9. Các em đã biết cách thực hiện tìm số trung bình cộng của các số. Vậy thì đầu tiên chúng ta phải viết được các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9. Các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và trung bình cộng của các số đó là chúng ta sẽ cộng hết các số này lại với nhau, lấy tổng tính được chia cho 9 và kết quả ra bằng 5. Như vậy thì chúng ta biết được rằng số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 đó là 5. Mời các em cùng mở phần mềm iCBook với bài tập toán 4 tập 1 để cùng luyện tập thực hành bài 22 tìm số trung bình cộng.
Hãy cùng cô thực hiện bài tập đầu tiên. 1. Đúng khi đờ, sai khi sờ. Để làm bài, hãy nhấn vào nút học sinh làm bài. Muốn tìm số trung bình cộng của hai số, ta lấy tổng của hai số đó chia cho 2. Ý kiến này có đúng hay không? Nếu đúng, các bạn sẽ ghi chữ đờ vào đây, còn sai thì ghi chữ sờ. Hãy đọc kỹ các ý kiến để xem thử là đúng hay sai và lựa chọn được chữ thích hợp đi vào ô trống này. Làm bài xong, hãy kiểm tra xem thử mình làm bài đúng chưa nhé. Làm xong bài 1, hãy cùng cô thực hiện bài 2. 2. Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40 km, giờ thứ hai chạy được 48 km, giờ thứ ba chạy được 53 km. Hỏi, trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu km? Để giải được bài toán này, các bạn cần đọc kỹ đề để xác định được là bài toán đã cho chúng ta biết những gì. Rõ ràng ta biết được rằng ô tô giờ thứ nhất chạy được 40 km, giờ thứ hai chạy được 48 km, giờ thứ ba chạy được 53 km. Và bài toán hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu km. Vậy để tính được trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu km, chúng ta cần làm gì? Hãy nhấn vào nút học sinh làm bài để thực hiện được bài toán này. Các em sẽ nháy chuột vào đây để giải bài toán này như chúng ta đã được học. Sau đó viết đáp số vào ô trống này và kiểm tra xem thử mình đã làm bài đúng chưa. Xong bài tập 2, mời các bạn thực hiện tiếp bài 3. 3. Một trường tiểu học có số học sinh của khối lớp 1 như sau. Lớp 1A có 33 học sinh, lớp 1B có 35 học sinh, lớp 1C có 32 học sinh, lớp 1D có 32 học sinh. Hỏi, trung bình mỗi lớp 1 của trường đó có bao nhiêu học sinh? Giống như bài 2, bài 3 của yêu cầu chúng ta đi tìm trung bình. Và bài toán này cho chúng ta biết trường tiểu học có số học sinh lớp 1 đó là 1A thì 33 học sinh, 1B thì 35 học sinh, 1C thì 32 học sinh và 1D cũng có 32 học sinh. Vậy chúng ta cần làm gì để có thể tính được trung bình mỗi lớp 1 của trường đó có bao nhiêu học sinh? Hãy nhấn vào nút học sinh làm bài và giải bài toán theo cách chúng ta đã được học. Rồi viết đáp số vào đây và kiểm tra để xem thử mình đã làm bài đúng chưa nhé. Cô tin chắc rằng các bạn sẽ thực hiện rất tốt bài tập này. Như vậy là hôm nay chúng ta đã được học thêm những kiến thức bổ ích nữa rồi. Các em hãy luyện tập thực hành nhiều hơn trên phần mềm iCBook để học tập tốt hơn. Chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp các em ở những bài học sau.